4. Hòa thượng giảng vào ngày mùng 2 tháng 12 năm 1993, đệ tử Bạch Hòa thượng cảnh giới này gọi là tinh minh hòa lẫn vào tiền cảnh. Câu này nên hiểu như thế nào? Hòa thượng nghĩa là hành giả ấy quá lanh lợi, anh ta có trí thông minh hư giả và trí thế gian, đơn giản là anh ta quá thông minh lanh lẹ. Đệ tử, bạch hòa thượng, tiền cảnh nghĩa như thế nào? hòa thượng nó liên quan đến cảnh giới đã được đề cập ở trước đệ tử thưa có phải cảnh giới này xuất hiện khi hành giả dụng công tu tập không hòa thượng đó chính là cảnh giới mà hành giả đã đạt đến trước đây